10 ông bố bà mẹ động vật xấu xa nhất trên đời. Người ta thường nói không có gì to lớn bằng tình yêu thương của cha mẹ. Nhưng lạ thay, điều này có vẻ như không đúng lắm với một số cặp cha mẹ khác thường. Trong thế giới động vật, có những cặp cha mẹ lại ăn luôn chính những đứa con của mình. Nghe thật dã man phải không các bạn? Thế nhưng thiên nhiên khắc nghiệt như vậy đó. Và điều gì diễn ra thì cũng phải có lý do của nó hết. Động vật ăn thịt con vì thích, vì đói, vì cảnh cáo, hay là vì không có tình cảm, hay là vì cớ gì? Và hiện tại trên thế giới có bao nhiêu loài động vật ăn thịt con mình? Hãy cùng với chị Bánh Xèo tìm hiểu ngay trong video ngày hôm nay. Đi thế nào? 1. Gấu. Đối với loài gấu, cả gấu bố lẫn gấu mẹ đều có thể ăn con của chúng vì nhiều lý do khác nhau. Gấu mẹ sau khi hạ sinh đứa bé thường sẽ chăm sóc nuôi nấng con của chúng như bình thường. Tuy nhiên, nếu gấu mẹ cảm nhận được rằng những con non này không khỏe hoặc dị tật thì chúng sẽ giết và ngay lập tức ăn thịt con non. Hoặc nếu như không đủ chất dinh dưỡng, không đủ thức ăn để nuôi gấu con thì đó cũng là lý do để gấu mẹ ăn thịt con của chúng. Đối với gấu bố, đặc biệt là gấu xám Bắc Mỹ, thì khả năng tấn công con non lại càng cao trong nhiều trường hợp khác nhau. Những con gấu bố có tính bảo vệ lãnh thổ rất cao, chúng sẽ không chần chừ tận hết những ai xâm nhập vào lãnh thổ của chúng, kể cả con non. Chúng ta vốn luôn biết gấu là một loài rất bạo lực, chúng sẵn sàng xử đẹp những ai mà chúng cảm thấy không vừa ý. Một cú tát của gấu có thể khiến cho nạn nhân nếu yếu sẽ tử vong ngay tại chỗ, huống hồ gì đó lại là những con non đi chưa vững. 2. Rắn. Sinh sản là hình thức duy trì và bảo tồn nguồn gen giống nòi. Không chỉ vậy, đối với con người, việc sinh nở và nuôi dạy con cái trở thành một thiên chức vô cùng cao quý. Tuy nhiên, rắn lại khác. Một nghiên cứu về loài rắn đã chỉ ra rằng 68% các bà mẹ đã ăn thịt con của chúng, bao gồm cả những con non đã chết trước khi ra đời. Các nhà nghiên cứu cho rằng đây có thể là hành động giúp rắn mẹ lấy lại chất dinh dưỡng cần thiết để sinh thêm những lứa rắn non khác. Khi con mẹ sinh con, chúng phải trải qua khoảng thời gian mang thai, làm ổ, đẻ trứng, canh giữ trứng, trứng nở. Rắn mẹ không hề ăn gì cả. Chúng sẽ chọn cách tối ưu nhất, tìm ăn các con non yếu, không có khả năng sống cao, con non chết hoặc cả trứng chưa nở. Trừ lớp thú ra, ở các loài động vật khác thì con non khỏe mạnh cũng có khi nhập tiệc chung với mẹ. Không chỉ ăn thịt con mình, mà theo nghiên cứu, rắn là loài động vật ăn thịt đồng loại nhiều nhất trong tự nhiên. 3. Bọ chôn cất. Nếu bạn không có thói quen kiểm tra xác động vật đã chết, bạn sẽ không bao giờ thấy được loài bọ chôn cất. Một loài bọ ăn xác chết cực kỳ kinh tởm. Chúng không chỉ có thói quen ăn xác chết, mà trước khi ăn còn có tập tính chôn kỹ xác chết đó, thậm chí kết cô nào rồi thì chôn xác để dành tặng cho người tình nữa. Ngoài những thói quen kỳ cục kinh dị này, bọ chôn cất còn khá thích ăn thịt chính những đứa con của chúng. Không phải ai trong chúng ta cũng đều biết đến loài vật này. Tập tính cho con ăn của chúng cũng không khác gì cách chúng ăn. Chúng sẽ lấy xác chết cho con mình ăn, giống như cách chúng đi tìm xác chết để ăn vậy. Mặc dù rất thương con, nhưng không phải lúc nào bọ chôn cất cũng có đủ xác chết để nuôi con. Đến lúc không còn thức ăn nữa, bọ chôn cất mẹ sẽ cho những con nào lọt vào tầm mắt của chúng được ăn trước, còn những con sau sẽ trở thành đồ ăn của chúng. 4. Hamster. Làm sao mà tin nổi khi loài vật cực kỳ dễ thương, cực kỳ ngây thơ này lại sở hữu một loại tính cách kinh khủng và đáng sợ như vậy? Thế nhưng trong số các loài động vật ăn thịt con thì hamster lại là một loài nổi tiếng nhất, hầu như ai cũng biết đến tính cách này của chúng. Con hamster mẹ trung bình sẽ ăn ít nhất 2 đứa con của chúng. Lý do dẫn đến việc này là vì chúng phải giữ được số lượng nhất định để có thể nuôi nấng được con mình một cách tốt nhất. Một con hamster mẹ sẽ chỉ giữ lại 7 đứa con của nó để tập trung nuôi. Nếu không có những sự hy sinh kinh khủng này thì con hamster mẹ sẽ không đủ năng lượng hoặc nguồn thức ăn để nuôi con. Ăn thịt chính con của chúng là để cung cấp cho hai chuyện: một là thức ăn, hai là sức lực cho chúng. Có vậy thì chúng mới nuôi con nổi. Dù biết lý do là vậy, nhưng ai nghe thấy cũng kinh hãi vì loài vật dễ thương này lại có tập tính sinh tồn dã man đến như vậy. 5. Gấu trúc. Chắc chắn mọi người sẽ chẳng thể tin được là gấu trúc có thể làm điều này với con mình, đúng không nhỉ? Điều khác biệt ở đây chính là việc gấu trúc sẽ không giết và cũng không ăn thịt con mình. Nhưng điều chúng làm cũng không hề tốt đẹp hơn một tí nào cả. Vì gấu trúc hay đẻ sinh đôi hoặc hơn, mà con mẹ thì chỉ nuôi một đứa thôi. Nên nó sẽ chọn một đứa để chăm sóc và bỏ rơi những đứa còn lại. Nên về cơ bản, gấu trúc mẹ sẽ chọn ra đứa khỏe nhất và bỏ những đứa yếu hơn. Vì thức ăn cơ bản của gấu trúc là tre trúc, nhưng hiện tại tre trúc đã bị giảm thiểu số lượng, dẫn đến việc thức ăn cho gấu bị ít đi. Ít thức ăn thì không có được sữa, nên không thể trách con gấu mẹ được. Trong các sở thú, có rất nhiều trường hợp gấu trúc bỏ rơi con. Nhưng cũng không có gì đáng lo, sở thú sẽ đảm nhận trách nhiệm nuôi nấng những đứa trẻ bị bỏ rơi. Và thức ăn cùng với sữa trong sở thú dư sức nuôi được những con gấu đáng thương đó. 6. Khỉ chimpanzee. Khỉ chimpanzee là loài gần với họ của chúng ta nhất vì có cách thức giao tiếp. Khỉ chimpanzee là loài khỉ gần với họ của chúng ta nhất vì có cách thức giao tiếp cũng như là trí thông minh gần bằng với con người. Trong một vài trường hợp khác, những con khỉ chimpanzee đực sẽ giết những con chimpanzee non nếu như chúng nghĩ rằng đám trẻ này không phải là con của mình. Chúng ta sẽ chẳng thể nào mà hiểu được làm thế nào mà mấy con khỉ đực này có thể nhận dạng đâu là con của chúng và đâu là không phải. Điều duy nhất nghe hợp lý ở đây chính là khi con đực nghĩ con nào là con của nó thì nó sẽ không ra tay sửa đẹp con đó. Nhưng cũng có những lần con cái cũng ăn thịt con của nó. Có người giải thích rằng chúng đói, có người lại nói rằng những con cái đó không thể nuôi nổi con mình.
Có một số trường hợp được ghi lại một con khỉ chimpanzee đã giết và ăn sạch sẽ 10 đứa con của chúng. Dã man là vậy, nhưng cũng không ai tìm ra được lý do vì sao con khỉ đó lại làm như thế. 7. Sư tử. Hổ dữ thì không ăn thịt con, nhưng câu chuyện này hoàn toàn không đúng khi mà áp dụng lên sư tử. Việc là vua của rừng già và trách nhiệm đối với một đàn sư tử khiến cho những con sư tử non phải gánh chịu nhiều điều khi vừa mới sinh ra đời. Nếu như các bạn chú ý được thì rõ ràng trong một đàn sư tử có rất ít sư tử đực. Có một vài lý do giải thích vì sao những con sư tử con lại bị giết quá sớm. Thứ nhất, những con sư tử đực trưởng thành, ngay khi trở thành con đầu đàn thì chúng sẽ giết con của thủ lĩnh đời trước ngay lập tức. Chúng làm như vậy là để phô trương quyền lực và tối đa hóa khả năng để được kết đôi với những con cái trong đàn. Nếu may mắn, những con sư tử con sẽ chỉ bị bố của nó đá ra khỏi đàn khi nó đến tuổi trưởng thành. Nếu không, chúng sẽ bị giết bởi những con sư tử đầu đàn khác. Có những trường hợp chính những con sư tử bố mẹ sẽ ăn thịt con của chúng để những con khác không giết con mình, một cách giải quyết vô cùng tiêu cực. Có những trường hợp chính những con sư tử bố mẹ sẽ ăn thịt con của chúng để những con khác không giết con mình, một cách giải quyết vô cùng tiêu cực. 8. Gấu Bắc Cực. Có thể bạn sẽ tự hỏi vì sao gấu Bắc Cực lại ăn thịt con của chúng. Quả thực đây là một trường hợp khá hiếm, nhưng đây chính là lý do. Mặc dù nghe thì thấy khó tin, nhưng lý do chính xác nhất cho chuyện này chính là việc băng tan. Gấu Bắc Cực sống ở khu vực lạnh và ăn cá là thức ăn chính. Khi băng tan, tập tính của chúng dần thay đổi theo số lượng thức ăn càng ngày càng giảm. Khi chúng thấy việc tìm kiếm thức ăn quá khó khăn, chúng sẽ trở nên đói khát và không đủ thức ăn để nuôi con. Gấu Bắc Cực buộc phải tìm nguồn thức ăn khác bởi rác của con người và ăn cắp thức ăn của con người. Nhưng bấy nhiêu thì vẫn chưa đủ, chúng thậm chí còn bắt chim để ăn. Đến khi không còn cách nào nữa thì chúng phải ăn thịt con của mình. Để mà sinh tồn, giữa Bắc Cực đã nóng dần lên. Đây không phải là tập tính của chúng, mà đây là hậu quả mà con người gây ra khi góp phần làm trái đất nóng lên. 9. Thỏ. Những con thỏ thường sẽ không hề ăn thịt, bởi vì chúng vốn là loài động vật ăn cỏ. Chưa có bất kỳ hành vi nào ghi nhận lại việc một con thỏ có hành vi ăn thịt tự phát cả. Tuy nhiên, những người nuôi thỏ sẽ cảm thấy vô cùng hoảng sợ khi những con thỏ mà mình nuôi đột nhiên lại ăn thịt những đứa con mà chúng sinh ra. Trường hợp của thỏ cũng khá giống với hamster. Nhưng thỏ không phải là loài động vật có thói quen ăn thịt con để giữ số lượng con của chúng trong tầm kiểm soát như hamster. Thỏ mẹ cũng nuôi con như bình thường, chúng vẫn dùng sữa để mớm cho từng đứa con, không bất kể chúng sinh được bao nhiêu đứa. Tuy nhiên, thỏ là một loài vật rất dễ bị stress và cảm thấy cơ thể khó chịu, không đủ sức để nuôi con thì chúng sẽ ăn thịt con mình. Nếu nhìn theo một hướng tích cực thì thỏ đã nuôi nấng con mình rất tốt. Thỏ mẹ có thể được xem là loài nuôi con tốt nhất trong thế giới động vật cho tới khi chúng ăn thịt đám trẻ. 10. Rắn mối. Rắn mối là loài cực kỳ có tính bảo vệ. Chúng sẽ bảo vệ trứng và con của mình một cách kỹ lưỡng, không ai có thể động vào những đứa con của chúng. Nhưng sẽ có một vài trường hợp mà chúng làm trái lại với thiên tính của chính mình. Lý do chính dẫn đến việc này chính là xung quanh rắn mối luôn luôn có những loài động vật săn mồi vô cùng thèm khát rắn mối con, cũng như là trứng rắn mối. Sao phải để chúng giết con mình, trong khi bản thân mình cũng làm được điều đó, sẽ đỡ đau đớn và xót xa hơn. Thế nhưng sự thật không drama đến như vậy. Rắn mối đơn giản là quá kỹ lưỡng, nên khi đẻ trứng ra để loài khác không ăn được con mình, thì trước khi trứng được ấp nở, rắn mối mẹ sẽ tự ăn sạch hết toàn bộ trứng. Không biết là lũ săn mồi có đến ăn trứng hay không, rắn mối mẹ vẫn sẽ nuốt hết trứng của mình. Điều tệ hại này xảy ra khi chúng có thiên tính bảo vệ quá tiêu cực. Không phải đột nhiên mà các loài động vật lại ăn thịt con của chúng. Tất nhiên là sẽ có trường hợp đói có phải ăn, nhưng chỉ là bất đắc dĩ, chứ không có mẹ nào lại thích ăn thịt con cho vui cả. Thiên nhiên đáng sợ là như vậy, nhưng dĩ nhiên những điều tốt đẹp vẫn luôn còn tồn tại. Chúng ta nên nhìn vào hướng tích cực hơn. Và nội dung video thì đến đây cũng đã hết. Đừng quên like, share, comment và nhấn chuông cho channel của chúng mình để đón xem những video tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.